Tôi sẽ demo cái chương trình là cắt noise file. Ở đây tôi sẽ chỉ tôi làm phần cắt thôi, phần noise các bạn làm tương tự. Ở đây chúng ta sẽ có những cái phần như sau. Đầu tiên là giao diện, thiết kế giao diện. Cái thứ hai là lưu cái thông tin, có thể là file, thư mục chứa các kết quả, cái một cái red để cắt. Cái red này để cắt tại vì nếu ta chạy chung thì nó sẽ dẫn đến trình phải treo và đợi tới khi cắt xong mới hết. Còn nếu ta dùng cái red này thì nó sẽ không dẫn tới tình trạng đó, ta chạy hai cái song song, chương trình ta vẫn chạy bình thường. Cái thứ ba, cái tư chứ, cái này là dùng để cập nhật, để kiểm tra cái red phía trên này chạy xong chưa, và đồng thời nó dùng để cập nhật cái trạng thái, và lưu ý là ta có tới hai cái red. Đầu tiên ta vô cái phần giao diện trước. Phần giao diện thì ta sẽ có cái phần cắt file. Đầu tiên là một cái text box. Text box bạn chú ý ha, cái tên ha, đường dẫn vào G text field. Cái đường dẫn ra là cái thư mục. Cái button chọn file, cái button chọn thư mục. Cái combo box. Cái combo box loại file, ở đây ta chỉ có loại là sao 001 và bạn có thể đặt cái loại bất kỳ nhưng cho bạn. Ở đây cái kích thước thì đây tôi chỉ để hai loại là kilobyte và byte thôi. Cái kích thước các thân dưỡng, cái spinner là để lấy ra cái kích thước của mỗi phần, cái progress 3 là để cập nhật cái trạng thái là coi cắt tới đâu rồi vân vân. Thì đó là phần giao diện. Trong phần giao diện này ta có ta sẽ xử lý cái nút chọn file. Các bạn vô cái nút chọn file này coi như thế nào. Ở đây thì ta sẽ hiện ra cái, các bạn chú ý vào cái phần này thôi ha. Ta sẽ hiện ra cái hộp thoại để chọn file. Nếu người dùng nhấn sensor thì không làm gì hết, nếu người dùng nhấn ok thì sao? Ta lưu cái đường dẫn của cái file đó lại. Ta lưu cái đường dẫn của thư mục chứa cái file đó lại vào trong thằng đường dẫn ra. Tôi thí dụ như vậy. Khi ta chạy lên, ta chọn file, chọn lại file này. Ok, thì các bạn thấy là đường dẫn phía dưới này nó cũng được cập nhật luôn. Đó, thì là ta lưu luôn cả hai. Rồi tương tự các bạn sẽ làm cho cái đường dẫn của cái thư mục. Đường dẫn thư mục đây thì bạn chú ý một điều là cái file chooser này là cái ta phải set lại cái thuộc tính này để nó thể hiện thư mục thôi. Còn cái biến này tạm thời các bạn không chưa quan tâm tới nó, ta để ta tính sau cho nó, Đó là hai cái bên cái giao diện. Ta qua cái phần thứ hai là cái lưu thông tin file. Lưu thông tin lại thì ta sẽ có cái lab, là cái lab my file của chúng ta. Đây là cái lab my file, nó chứa cái file và chứa cái thư mục, chứa cái kích thước của mỗi phần, lưu ý dưới này những cái hàm get, hàm set cho ba cái thuộc tính đó. Nhưng có cái hàm set file thì bạn lưu ý là cái tên của nó là sao. Hàm set file ha, hàm set file lưu ý. Hàm get file thì nó lấy ra cái file này nè, nhưng mà hàm set file thì cái tên, cái tham số điền vào thì các bạn lưu ý cái đoạn ở đây. Còn những cái hàm kia thì các bạn làm rất là dễ dàng rồi. Lấy thư mục thì ta chỉ trả ngay cái biến đó thôi, hoặc là bạn tự phát sinh tự động cũng được. Chỉ riêng cái hàm set file này là có vấn đề. Ở đây ta có lưu một cái buffer, này để làm cái gì? Mỗi lần thì thay vì ta cắt một byte thì nó rất là lâu, thì bây giờ mỗi lần ta sẽ đọc lên 20 mb, từ cái file input rồi ta ghi qua 20 mb qua cái file output luôn. Như vậy nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thì cái my file này, giờ cái my file này ta sẽ giữ một cái biến trong đây, trong cái giao diện. Đây,
biến wifi trong cái lớp giao diện. Và khi lấy đường dẫn thì ta bắt đầu set cái đường dẫn cho cái biến đó, set đường dẫn cho biến đó này. Tương tự cho cái hàm thư mục, cái hàm của thư mục thì sau khi ta lấy thư mục xong thì ta cũng phải set cái thư mục vô cho cái biến đó. Rồi đó là cái hàm, cái lab về MyFile để quản, để giữ thông tin. Ta cần một cái lab thứ hai là một cái tiểu trình để ta cắt file. Thì trong đây thì ta phải có thông tin, ta phải có cái phần trăm, ta phải có cái kết quả là cắt xong chưa. Thì ta có cái, ta new ra như thế này, cái này hàm cải tạo của nó. Dưới này ta có cái hàm run. Trong hàm run ta sẽ sử dụng cái tạo input và cái đọc ghi. Tôi đi duyệt cái hàm đơn giản trước. Rồi cái đọc ghi này làm cái gì? Đơn giản là ta chỉ việc là đọc vô cái buffer này. Ta lấy cái input, ta đọc vô buffer rồi ta ghi ra cái output. Rồi ta đóng cái output lại. Nếu ta muốn đóng. Rồi còn cái hàm tạo này. Cái hàm tạo tập tin xuất này. Thì thật ra là nó tạo ra những cái tên thôi, những cái tên file xuất thôi, nó ghép thêm cái chữ 001, 002, 003 gì đó vô cái tên file xuất thôi. Đây. Rồi cái hàm run mới là cái hàm quan trọng, cái hàm để cắt file của chúng ta. Thì cái hàm này chúng ta sẽ có mở cái file ra, cái biến để chứa cái file input, cái biến để chứa cái file output. Ta new ra cái file, ta mở ra cái file input trước. Xong sau đó ta tính tổng kích thước của cái file input dựa vào kích thước của mỗi phần. Đây là những cái biến này ta đã lưu lại được rồi, ta đã lưu lại trên giao diện. Ta sẽ tính ra được cái số lượng file cần cắt trọn vẹn. Ở đây thí dụ là cái file có 500 MB. Này không? File 500 MB. Các bạn sẽ cắt ra đây 530 MB đi. Thì các bạn sẽ cắt ra là mỗi phần 100 MB. Thì chỗ này các bạn sẽ cắt ra 5 phần 100 và 1 phần 30 MB. Ở đây thì là ta dựa vào cái kích thước mỗi phần ta chia cái buffer thôi. Ví dụ như buffer nữa là 20 MB. Thì chỗ này ta lập cái buffer là 5 lần. Ở đây là mỗi lần này là ta ghi một file. À, mỗi lần ghi một file. Ghi một file. Cái phần này là cái phần xử lý cho file cuối cùng. À, đó là cái hàm run của chúng ta. Rồi trên giao diện ta sẽ qua cái lớp thứ ba, đó là cái lớp xử lý đồng bộ. Thì cái lớp này nó bắt buộc nó phải chứa cái get này để nó kiểm tra coi cái get này nó chạy tới đâu rồi, nó chứa cái giao diện để nó cập nhật lại thông tin khi cần thiết. Thì hôm nay ta new ra, ta bắt đầu thì lúc vừa bắt đầu thì xong sao ta phải nhắc hết mấy cái nút đi. Còn nếu người dùng top thì sao, ta phải kích hoạt lại mấy cái nút. Còn cái hàm run, cái hàm run thì ta kiểm tra coi cái get này nó còn sống hay không. Nếu nó còn sống thì ta set lại trạng thái cái này. Còn giờ khi nó kết thúc rồi thì sao, ta set cho nó là 100%, 100% cho cái hàm run này. Rồi trong cái giao diện ta sẽ chứa một cái lớp là cái biến xử lý giao diện. Rồi quan trọng nhất là trong cái hàm cắt này đây. Chúng ta lấy ra cái dung lượng, ta new ra cái set lại cái kích thước, rồi xong ta xử lý cái red đó, ta bắt đầu cái new red đó, ta bắt đầu. Và ở đây là trường hợp là start stop. Ở tới đây thì các bạn có thể là run thử cái này lên. Chọn một file. Open trong cái này.
Rồi, đã xong. Đây là kết quả.